Xin chào tất cả các em học sinh. Trong buổi học hôm nay, thầy hướng dẫn các em giải đề kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021 môn toán 7, đề số 1, phần số 1 trắc nghiệm. Câu số 1. Số con của 12 gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau, bảng này này. Người ta hỏi là dấu hiệu điều tra là gì? đó là số gia đình trong một tổ dân cư đây là số con số gia đình là sai chưa số gia đình là sai đó A là sai đơn b số con trong mẫu gia đình vậy đơn b chính xác rồi do đó câu một chúng ta chọn đó b dấu hiệu đây là số con trong mẫu gia đình tiếp theo là câu số 2 cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ và AB bằng AC, cạnh AB bằng cạnh AC. Vậy tam giác ABC vuông tại A này, vuông tại A này, vuông tại A. Thấy chưa? Cạnh AB bằng cạnh AC. Thấy chưa? ABC vuông tại A. Cạnh AB bằng cạnh AC. Tam giác ABC mà vuông tại A thì nó là tam giác vuông. Và nó có hai cạnh AB bằng cạnh AC thì tam giác vuông mà có hai cạnh bằng nhau thì tam giác gì? Tam giác vuông cân. Do đó thì câu số 2 ta chọn tâm đáp án là tam giác vuông cân. Tam giác ABC là tam giác vuông cân. Vậy câu 2 chúng ta chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 3 đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 2x bình y đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 2x bình y đơn thức đồng dạng là đơn thức nó giống nhau về phần biến Được chưa đơn thức đồng dạng là đơn thức mà nó giống nhau về phần biến vậy thì chúng ta kiểm tra cái đáp án nào mà có phần biến giống với gì giống với x bình y thì chúng ta chọn vậy đây là x bình y đáp án d thấy vậy đơn d là X bạn này thấy giờ Vậy thì câu 3 chúng ta chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 4. Cho tam giác ABC có AB bằng 6 cm, AC bằng 8 cm, BC bằng 10 cm. Góc lớn nhất ở đây phải này. Góc lớn nhất của tam giác là Thì giờ chúng ta thấy nè, AB bằng 6 AC bằng 8, BC bằng 10. Vậy chúng ta thấy là 6 bình này cộng 8 bình thì bằng 10 bình. Ta có AB bình phương cộng cho AC bình phương thì nó bằng BC bình phương, thấy chưa? AB bình phương cộng AC bình phương thì bằng BC bình phương, bởi vì 6 bình cộng 8 bình thì bằng 10 bình. Theo định lý Pythagoras thì tam giác ABC sẽ là tam giác vuông tại đâu? Tại A giống nhau chữ a hai lần thấy chưa? Thì tam giác abc nó là xe vuông tam vuông tại vậy Tại a. Tam giác abc vuông tại a. Đây là a này. Đây là b này, đây là c này. Người ta hỏi là góc lớn nhất trong tam giác thì tam giác vuông thì góc lớn nhất chính là góc gì? Góc vuông, thấy chưa? Vậy câu 4 chúng ta chọn đáp án gì? Đáp án a. Tiếp theo là câu số 5. Biểu thức nào sau đây không là đơn thức? Câu số 5 biểu thức nào sau đây không là đơn thức? Thì các em phải nhớ nè. Đơn thức là biểu thức chỉ chứa một số. Đơn thức là biểu thức chỉ chứa một số. Hạt một biến. Hạt một tích giữa các số và biến. thế chưa? Vậy thì câu số 5 thì chúng ta thấy là Người ta hỏi là không biểu thức nào sau đây không là đơn thức, đúng không? Không là đơn thức. Vậy thì, theo định nghĩa thì chúng ta thấy đáp án gì? Đáp án B là đáp án, đáp, án, đáp án gì? Đáp án là chúng ta cần khoanh, thấy chưa? Do đó thì, B đáp án B chính là không phải là đơn thức, thấy chưa? Đơn thức nhớ là một biểu thức chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến nha tiếp theo là câu số 6 một tam giác có G là trọng tâm thì G là giao điểm của ba đường nào trong tam giác thì uh, trong tam giác ABC này tam giác ABC thì chúng ta sẽ kẻ được ba đường trung tuyến đường thứ nhất đúng không từ A xuống cạnh BC giả sử là AA1 đi đường số 2. Trung điểm này, đó. Từ B xuống cạnh AC chính là BB1. Đường thứ ba. Đường thứ ba là từ từ C xuống cạnh AB. Ba đường này gặp nhau tại gì? Tại một điểm nghe chưa? Đường thứ ba này, đây là CC1 đi. Thì cái điểm gặp nhau đó chính là gì? Trọng tâm. Được chưa? ba đường trung tuyến khác nhau tại điểm điểm đó chính là trọng tâm trọng tâm chính là vô điểm của ba đường trung tuyến do đó thì uh, câu số 6 chúng ta chọn đáp án là đáp án gì nghe chưa đáp án gì câu 6 chọn đáp án gì tiếp theo là câu số 7 Câu số 7. Giá trị biểu thức 3x bình y cộng 3y bình x tại x bằng trừ 2, y bằng trừ 1 là đáp án nào trong 4 đáp án ABCD. Thì cái này chúng ta chỉ thay x bằng trừ 2, y bằng trừ 1 thôi. x bằng trừ 2 này y bằng trừ 1 thì chúng ta có được giá trị giá trị biểu thức là 3 này x thay bằng mấy x thay bằng trừ 2 vào đây thì 3 nhân với trừ 2 tất cả bình phương này còn y thay bằng trừ 1 cộng cho 3 y bình thì chúng ta thay là trừ 1 tất cả bình phương bởi vì y bằng trừ 1 nhân cho x thì nhân cho trừ 2 trừ 2 tất cả bình phương là bằng 4 4 nhân 3 12 12 nhân trừ 1 là trừ 12 nha trừ 1 tất cả bình phương là bằng 1 bằng 1 nha trừ 1 tất cả bình phương bằng 1 1 nhân với 3 là 3 3 nhân trừ 2 là trừ 6 thiếu 12 mà thiếu 6 là thiếu 18 được chưa vậy câu số 7 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì đáp án là A tiếp theo là câu số 8 cho tam giác ABC có góc A bằng 70 độ, góc B bằng 30 độ. Cạnh lớn nhất của tam giác là cạnh lớn nhất của tam giác là thì chúng ta vẽ cái tam giác sau bộ đây. Vẽ sau bộ tam giác này chưa? Tam giác ABC góc BA là bằng bao nhiêu? 70 độ, góc B bằng 30 độ. Trong tam giác thì tổng ba góc là 180 độ, do đó góc C sẽ bằng 180 độ trừ 70 trừ gì? Góc C này. Góc C sẽ bằng 180 độ. Tổng số đo ba góc là 180 độ. Thì góc C sẽ bằng 180 độ trừ cho 70 này. Đó là từ trừ góc A trừ góc B trừ cho 30 nữa. Và góc C là bằng 80 độ nha. Góc C bằng 80 độ. Thì um, cái này chúng ta ghi góc A đi góc B này góc C thấy chưa phải góc A là bằng bao nhiêu A là bằng 70 độ này 70 độ góc C là bằng 80 độ thấy chưa góc C là 80 độ thấy chưa góc B là bằng 30 độ vậy thì um, cạnh lớn nhất ở đây chính là cạnh nào cạnh AB bởi vì cạnh AB đối diện với góc gì, gì? lớn nhất chính là góc C bằng 80 đúng không góc C là bằng 80 do đó là cạnh AB chính là cạnh lớn nhất vậy thì câu 8 chúng ta chọn đáp án ở đây chính là đáp án nào đáp án C góc đối diện với cạnh lớn hơn thì góc lớn hơn thấy chưa bởi vì cạnh AB đối diện với góc lớn nhất là góc gì góc C bằng 80 do đó là cạnh AB chính là cạnh lớn nhất Tiếp theo là câu số uh, 9. Câu 9. Câu 9. Để kiểm tra môn toán của lớp 7A được ghi lại trong bảng sau, bảng như thế này. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Người ta hỏi là gì đây? Tần số của điểm 7 là Tần số là gì? Tần số là số lần xuất hiện của một giá trị, thấy chưa? Tần số là số lần xuất hiện của một giá trị. Vậy tần số của điểm 7 tức là chúng ta kiểm tra số lần xuất hiện của nó là mấy, nha chưa? Tần số của điểm 7 có nghĩa là số lần xuất hiện của điểm 7. Vậy thì chúng ta đếm nè. 1 số 7 nè, 2 số 7 nè. À, xin lỗi, 1 số 7, 2 số 7, 3 số 7, được 4 số 7, 5 số 7. Vậy thì tần số của nó là chính là 5. Vậy câu 9 chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Tiếp theo là câu số 10. Câu số 10. Tam giác có một góc bằng 60 độ thì điều kiện nào thì trở thành tam giác đều? Tam giác mà có một góc 60 độ rồi thì điều kiện nào thì nó trở thành tam giác đều? Tam giác cho có em nhớ nè, tam giác căng mà có một góc 60 độ là tam giác đều. Đấy chưa? tôm giác cân này có một góc bằng 60 độ thì nó trở thành tôm giác đều nhá giờ tôm giác căng có một góc 60 độ thì trở thành tôm giác đều mà tôm giác cân là sao tôm giác cân thì tôm giác có hai cạnh bay bằng nhau vậy thì tôm giác có hai cạnh bằng nhau là đúng rồi vậy câu 10 chúng ta chọn đáp án gì hai cạnh bằng nhau Vậy câu 10 chọn đáp án A. Tiếp theo là câu số 11. Bậc của đơn thức nam x mũ 3 y mũ 4 z là bao nhiêu? Bậc của đơn thức là tổng giá trị lý thừa của đơn thức đó, nhớ chưa? Bậc của đơn thức là tổng giá trị lý thừa của đơn thức đó. Vậy thì chúng ta Tính bậc của đơn thức 5x mũ 3 y mũ 4 là à, 5x mũ 3 y mũ 4 giấy là sẽ bằng như sau. Bậc của nó nè. Bậc của nó sẽ là là lấy mũ cộng lại là lấy gì đây? Lấy 3 này cộng cho 4. Giấy 1 đúng không? Cộng cho 1 nữa là bằng gì? Bằng 8. Vậy thì bậc của đơn thức 5x mũ 3 y mũ 4 z chính là bằng 8 vậy câu số 11 chúng ta chọn đáp án D tiếp theo là câu số 12 độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3 cm và 4 cm thì độ dài cạnh quyền là theo định lý Pythagore thì cạnh quyền bình phương sẽ bằng gì tổng bình phương hai cạnh góc vuông Vậy chúng ta có là cạnh huyền bình phương này Cạnh huyền bình phương lên Cạnh huyền bình phương lên Thì bạn tổng bình phương hai cạnh góc vuông Đó là tổng của 3 bình cộng 4 bình Bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương Thì nó bằng 25 3 bình là bằng 9 9 16 là 25 Cạnh huyền bình phương bằng 25 Thì cạnh huyền sẽ bằng gì? Cạnh huyền sẽ bằng căn bậc 2 của 25 Căn bậc 2 của 25 là bằng 5. Vậy câu 12 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Tiếp theo là câu số 13. Câu 13. Đơn thức trong ô vuông ở đẳng thức 2x bình phương y cộng cho ô này, thấy chưa? Đây 2x bình y cộng cho ô vuông bằng trừ 4x bình y Vậy cái này dễ rồi Muốn tính ô vuông làm sao Cái này cộng cho ô vuông bằng cái này Thì cái ô vuông sẽ bằng gì Chuyển cái này qua bên phải được chưa sẽ bằng trừ 4x bình phương Y nè Trừ cho 2x bình phương Y Thiếu 4 thiếu 2 là thiếu gì Thiếu 6 là trừ 6 lần X bình phương Y Vậy câu 13 chúng ta chọn đáp án C Tiếp theo là câu số 14. Câu 14. Trực tâm của tam giác là giao điểm của Trong tam giác ABC thì chúng ta dựng được ba đường câu. Chú ý nha. ABC này thì có ba đường câu. Giả sử đường câu đây là đường câu A, H. đây là BK. Đây là C. C, C là được chưa? tam giác ABC có ba đường câu là AH, BK, CL là ba cái đường câu này gặp nhau tại những điểm. Điểm này chính là trực tâm. Vậy trực tâm là gì? Trực tâm là giao điểm của ba đường câu. Vậy câu 14 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Nha chú ý nha. Trực tâm là giao điểm ba đường câu, trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến. Câu trắc nghiệm cuối cùng là câu 15. Câu Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI, trọng tâm G. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? Tam giác ABC đây. Tam giác ABC. Thấy chưa? Trọng tâm là G, trung tuyến ơi. Trung tuyến ơi thì phải trung điểm này. Nối A xuống đây là trung tuyến AI, thấy chưa? trọng tâm là g thì trên cái cái đoạn ai này thì chia làm ba phần được chưa cái lấy trọng tâm là trên cái đoạn ai chia làm ba phần chỗ này hai phần này chỗ vị trí hai phần chính là trọng tâm g thì người ta hỏi khẳng định nó đúng Tôi lưu ý là cái ag nó chiếm hai phần nữa chưa còn cái gi là chiếm mấy phần một phần vậy đó thì là gì đây ga chia cho ai nhớ chưa AI là 3 phần, AG là 2 phần, GI 1 phần. Vậy GA chia cho AI, GA mấy phần? GA là 2 phần. AI là mấy phần? AI là tổng 3 phần. Vậy GA chia AI bằng 2 phần 3, hoàn toàn chính xác. Vậy câu số 15 chúng ta chọn đáp án A. Tiếp theo là phần số 2, tự luận bài số 1. Điểm bài kiểm tra môn toán học kỳ 1 của 32 học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau. Bài này gồm có 4 câu hỏi. Câu A là dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Câu A giải trước này, câu A. Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Thì dấu hiệu cần tìm ở đây chính là điểm bài kiểm tra môn toán của 32 học sinh lớp 7. Dấu hiệu dấu hiệu chính là điểm bài kiểm tra điểm nghe nha điểm bài kiểm tra điểm bài kiểm tra môn toán của môn toán nghe nha của 32 học sinh lớp 7. Được chưa? Dấu hiệu ở đây chính là điểm bài kiểm tra môn toán của 32 học sinh lớp 7. Câu B. Câu B. Câu B đều yêu cầu lập bảng tần số. bài lập bảng tần số. Bảng này. Bảng tần số. chúng ta kiểm tra số 2 này chúng ta kiểm tra có bao nhiêu giá trị khác nhau nha kiểm tra có bao nhiêu giá trị khác nhau thứ nhất là có số 2 này số 2 là một này số 4 là hai số 2 là một này số 4 là hai này số 5 là 3 số mấy nữa số 6 là 4 số 6 này số 6 là 4 số 6 là 4 số 6 Đó số 6 là 4 giờ số 6 ta nữa số 7 số 8 số 9 số 9 có luôn thấy chưa số 9 và số 10 phải 1 2 3 4 5 6 7 8 phải có tóm giá trị khác nhau được chưa có tóm giá trị khác nhau 8 giá trị khác nhau thì chúng ta có 8 ô 8 ô với hai cái ô đầu ô đầu là giá trị với tần số ô cuối là chữ chữ nào nữa và chúng ta kể là 10 ô hai ô đầu to hơn Ô đầu tiên này. Ô đầu, đầu là ghi gì đây? Ghi giá trị. Giá trị ở cho giá trị x. Giới là ghi tần số. Tần số n là nhỏ. Cái này 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4, 5, 6, 7, 8. này bạn đường dài qua đó cái này ghi nào lớn nha n lớn đây là 32 đúng không mỗi cái là 4 này 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cậu 8 nhân 4 32 cái này ghi 32 nha đó cái này là chỗ này là số đầu tiên là số mấy số 2 này số 4 này tới số 5 này tới số 6 này tới số 7 nè số 8 nè số 9 cuối cùng là số 10 và chúng ta kiểm tra tần số của từng giá trị thì số 2 có mấy nhưng có tần số là mấy số 2 là có 1 số 2 nè à, 1 số 2 nè 2 số 2 số 2 có 2 số 2 nữa nha phải tần số nó là 2 tới số 4 1 2 3 3 nha 3 4 5. Số 4 có tần số là 5. Tiếp theo số 5. Số 5 kiểm tra này. Số 5. Dòng đầu không có, dòng này là có 5 này, một số này, hai số này, ba số, bốn số. Số 5 có tần số là 4 nha Tiếp theo là số 6. Số 6. 1 2 3 4 5 5 6 7 yeah. số 7 này thấy chưa? 7 số nè. Số 6 có 7 số. Tần số là 7. Số 7 này. 1 1 2 3 4 5 6 Số 7 có 6 nha, tần số là 6. Tiếp theo số 8 số 8 1 2 à, số 8 dòng đầu có 1 cho số 8 dòng đầu là có 1 nè 1 nè 2 3 4 5 số 8 có 5 đúng rồi số 8 có 5 giờ tới số 9 số 9 thì có 1 nè 1 cho đây là 1 nè à, chỗ này là 2 đúng không 9 có 2 nha, 1 2. Số 9 có 2. Số 10 thì có một số duy nhất thôi. Rồi xong, bỏ tần số đã xong rồi chưa? Chỗ này cái giá trị mã ngoặc x đáng ngoặc, chỗ này ghi tần số mã ngoặc n đáng ngoặc, cho nên n lớn bằng 32. Kiểm tra lại nè, lấy 2 nè. 2 cộng 5 là 7, 7 4 11, 11 7 18. 18, 18 16 6 là 24. 24 với 5 là 29, 29 với 2 là 31, 31 với 1, 32 đủ rồi. Chứ, tổng cái này cộng là đúng bằng 32 nghe chưa? Cho nó có 32 giá trị. Tiếp theo là câu uh, câu C. Câu C người ta yêu cầu tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Thì ở đây chúng ta làm như sau. Số trung bình. Số trung bình. Ký hiệu là x gạch ngon ở trên đầu. nha yeah, số trung bình thì cái này chúng ta chia là tổng cho 32 nha nhớ là chia cho 32 tổng là chia cho 32 nha chia cho 32 này chia nào lớn á cái này lấy x1 này nhân cho n1 rồi x2 nhân là 2 tới x tới chấm 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 được chưa là xong và chúng ta lấy gì 2 nhân 2 này 2 nhân 2 x1 nhân n1 x2 nhân n2 là, là lấy gì 4 nhân 5 2 nhân 2 cộng 4 nhân 5

hơi dài á cộng cho chúng ta bỏ đi chúng ta ghi xuống lại cho nó tiện đi nó dài quá Đây là x trung bình nè bạn ghi đây chia tổng là 32 nữa nha tổng là chia cho 32 2 nhân 2 2 nhân cho 2 này cộng 4 nhân cho 5 cộng cho 5 nhân 4

Chúng ta bấm máy là xong. Chúng ta bấm máy nè. Khi cái phần này bấm là 2 nhân cho 2 nhân 2 2 nhân 2 cộng 4 nhân 5 cộng 5 nhân 4 cộng 6 nhân 7 cộng 7 nhân 6 cộng 8 nhân 5 cộng 9 nhân cho 2 cộng 10 nhân cho 1 tất cả đem chia cho 32 nó bằng 49 phần phần 8 sắp xỉ là 6,125

Tiếp theo chúng ta giải câu D. Câu D thì đề yêu cầu là gì đây? Dựng biểu đồ đoạn thẳng. Dựng biểu đồ đoạn thẳng nha. Thì chúng ta dựa vào cái chỗ bỏ cái tần số chúng ta vẽ đồ thị thôi. Vẽ các cái, cái 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 biểu đồ đoạn thẳng. Trục ngon của chúng ta sẽ là gì? Trục ngon chính là câu D nha. Câu D là biểu đồ đây là máy biểu đồ nha Biểu đồ thì um, X là nằm gì đây X là nằm Nằm ngon Trục hoành đó. Còn N là là trục tung. Vậy thì năm nó là số to nhất là năm X là có số năm năm ta năm sao năm Đây là n này. Đây là x này. Đây là số 0. Đây là ô vuông. Được chưa? Thì đây người ta cho là gì đây? x là 2, x 2 n 2 đúng không? x 2 chỗ này ta ghi số 1 này. Thấy chưa? Đây là x 2 này, n bằng 2 đúng không? Vậy là chỗ này ghi số 1 này. 1 2 x là tới 10 ra chưa? là tới số 10 luôn nghe chưa? Số 10 này. Thấy không? Thì đó là ghi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nghe chưa? Đó. là số 10 này. Sai số, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 rồi. Còn ở trên cái trục tung trục trục, trục N tần số thì chúng ta ghi là Ít nhất là 1 2 1 2 1 2 4 5 6 7 phải không? Mấy nè. 2 1 2 3 4 5 6 7 Thứ 8 đi. Trời. Thì um, x bằng 2 đúng không? x bằng 2 thì n bằng 2. x bằng 2 bằng n bằng 2 nấu ra. x2 đây, thấy chưa? n bằng 2 đây, nấu ra này. Nét đứt như giờ. Đó. Dùng thước nhanh đi. Đó, cái đây chỗ này nét liền nha. Nét liền nha, đó. Cái này đứt nha, lưu cái này đứt nha, này đứt này, đất này liền. Lưu ý chưa? Đất giờ nhớ chỗ đất. x bằng 2 nào bằng 2 yeah. chỗ này đất chỗ này liền tiếp theo là x bằng 4 x bằng 4 nào bằng 5 4 đây 5 đây chúng ta nấu ra Nói 4 rồi. Nó bốn vòng. chính là cái điểm uh, x nào bằng gì? x bằng uh, 4 nào bằng 5. Yeah. x 4 nào bằng 5. Cặp thứ ba là x bằng 5 nào bằng 4. x bằng 5 nào bằng 4. x bằng 5 đây. Nào bằng 4 đây, kéo ra. Rồi, nấu xuống đây. Cặp số 4 là x bằng 6 nào bằng 7. X bằng 6 nào bằng 7. Nào bằng 7 chỗ này, kéo ra. Kéo ra nghe chưa? Nét đất nghe chưa? thì bằng 6 chỗ này dựng lên nét liền, liền nét liền nha liền rồi Nói giờ cái này nét liền này nó đứt cái đường này nét liền nha cái đường này nó đứt tiếp tục x bằng 6 nào bằng 7 bây giờ cặp tiếp theo là x bằng uh, x bằng 7 nào bằng 6 x bằng 7 nào bằng 6 nét liền, nét liền. x bằng 7 nào bằng 6 x bằng 7 đây 7 chỗ này đây chưa x bằng 7 chỗ này n bằng 6 chỗ này kéo ra này trước này kéo cái bằng 6 ra trước này nét đất nha, nét đất rồi nấu xuống nấu đường này xuống này mình là xong tiếp tục x bằng 7 nào bằng 6 bây giờ tiếp tục tới cặp gì đây x bằng 8 nào bằng 5 x bằng 8 là bằng 5 x bằng 8 chỗ này là bằng 5 chỗ này à, x bằng 8 chỗ này nào bằng 5 chỗ này nói rồi rồi nào bằng 5 giờ nói rồi nha đó x bằng 8 chỗ này nha nói lại tiếp theo là cặp uh hai x bằng 9 là bằng 2 x bằng 9 chỗ này thấy chưa nào bằng hai chỗ này nấu nào bằng hai ra tài chính chỗ này thấy chưa nấu lên đó là chính là x bằng 9 là bằng hai được chưa cặp cuối cùng là cặp um x bằng 10 là bằng 1 x bằng 10 chỗ này thấy chưa x bằng 10 thấy chưa là bằng 1 chỗ này nấu cái nào bằng 1 ra trước nét đất nha vậy nét đất chỗ này nét đất nha rồi nấu xuống là xong được chưa chúng ta đã hoàn thành xong các bài cái phần vẽ biểu đồ bài số 2 cho tam giác ABC căn tại A kẻ AH vuông góc với BC H thuộc BC câu A chứng minh HB bằng HC câu B chứng minh góc nữa nha góc BAH bằng góc CAH câu C là chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC Đầu tiên chúng ta vẽ hình. Tam giác ABC căn tại A. Chúng ta vẽ cái đáy trước này. Vẽ cái đáy trước. Tam giác ABC căn tại A. Chúng ta lấy trung điểm cạnh đáy là chúng ta lấy là BC đi. Cạnh đáy BC nghe chưa? Lấy trung điểm của đoạn BC trung điểm bây giờ đó trung điểm chúng ta dám một cái đường lên đó chính là cách vẽ tam giác cân nha giống đường thẳng lên này đó sau đó nối lại nối đây điểm A đây đó chính là điểm A nha nối A với C nối uh, nối A với B nữa là được tam giác ABC cân thì A B, C, căng đây chính là tam giác ABC cân tại A. Tam giác ABC cân tại A do đó thì cạnh AB nó bằng cạnh AC nha. Lưu ý. Rồi, AH là đường cao. Có sẵn luôn rồi. Nấu hạ xuống. Đường cao thì AH sẽ vuông góc với ai? Với BC chúng ta đi giải câu a câu a này câu a thì đề yêu cầu là chứng minh hb bằng hc chứng minh cái đoạn cái đây xin lỗi cái đây không có không để không cho nha chúng ta chỉ lấy trung điểm thôi chứ để không cho nha hb bằng hc để chưa cho nha thì uh, um, cái tam giác chúng ta có xét hai tam giác được chứng minh HB bằng HC thì chúng ta đưa HB, HC vào hai tam giác tam giác ABH và tam giác ACH hai tam giác này có cạnh thứ nhất là có gì góc A AHB bằng góc AHC sao cho đường AH là đường cao đúng không AH vùng góc BC thì AHB sẽ bằng AHC thứ hai là cạnh AB bằng cạnh AC và thứ ba là AH chung đó thì hai tam giác nó bằng nhau được chưa trường hợp là cạnh quyền cạnh góc vuông AB chính là cạnh quyền AB bằng AC chính là cạnh quyền còn AH chính là cạnh góc vuông thấy chưa xác tam giác tam giác AHB AHB và tam giác AHC a C. Có. Có gì đây? Có góc AHB bằng góc này. bằng góc AHC. Có góc AHB bằng góc AHC. Và nó bằng 90 độ. Lý do là đề cho là AH vuông góc BC. thứ hai thứ hai là cạnh AB bằng cạnh AC cạnh AB này bằng cạnh AC tam giác ABC căng thì cạnh hai cạnh bay bằng nhau cạnh AB nó bằng cạnh AC lý do là tam giác ABC căng tại đâu căng tại tại A được chưa tam giác ABC căng tại A Thứ ba là cạnh AH chung. AH chính là cạnh chung. AH là cạnh chung. Cạnh chung nha. Vậy? vậy thì uh, hai tam giác là bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền. cạnh quyền, cạnh quyền đúng không? Cạnh quyền này AB bằng AC chính là cạnh quyền. Còn AH chính là cạnh góc vuông. Vậy suy ra tam giác. Tam giác gì đây? Tam giác AHB bằng tam giác A, H, C. theo trường hợp là cạnh quyền cạnh huyền cạnh góc vuông nhớ chưa cạnh huyền cạnh góc vuông mà hai tam giác bằng nhau thì chúng ta xây ra hai cạnh HB và HC bằng nhau xây ra cạnh HB nó sẽ bằng cạnh gì HC gọi là cạnh tương ứng hai cạnh tương ứng đó. hai tam giác là bằng nhau C là cạnh HB bằng cạnh HC bây giờ là HB bằng HC đang giờ HB bằng HC đó đây là điều phải chứng minh tiếp theo là câu B câu B câu B thì yêu cầu làm gì điều cần là chứng minh góc BAH bằng góc CAH, góc BAH này bằng góc CAH. Thì chúng ta vừa có hai tam giác bằng nhau, đúng không? Hai tam giác là AHB bằng AHC rồi. Hai tam giác bằng nhau thì chúng ta xây ra gì? Hai góc tương ứng cũng bằng nhau, chính là góc này bằng góc này này, góc AHB, góc góc BAH, góc BAH sẽ bằng góc C gì? AH. Câu B là chứng minh gì đây? Câu B là chứng minh góc uh... B A H bàn góc C A H V tam giác A H B bàn tam giác A H C lý do là chứng minh trên chứng minh trên là chứng minh đã qua và nó bằng nhau rồi thì C gì đây C đã góc tương ứng bằng nhau C đã góc gì góc B A H góc này này góc B H là góc này này nó sẽ bằng góc gì C A H góc B A H bằng góc C A H người ta gọi là góc tương ứng hay là hai góc tương ứng cũng được hai góc tương ứng cũng được ở đây hai cạnh tương ứng cũng được được chưa hai góc tương ứng này là điều phải chứng minh tiếp theo là câu c câu c câu c là người ta yêu cầu là chứng minh chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC thì uh, chứng minh AH là tia phân giác thì chúng ta chứng minh gì chứng minh góc BA gì AH bằng góc CAH thôi đúng không hai cái này bằng nhau thì chứng tỏ AH là gì tia phân giác của ai của góc BAC Câu này cũng quá đơn giản. Lập lại thôi, được chưa? Vì đây góc BAH bằng gì? Bằng góc CAH. Do đó hai góc bằng nhau đúng không? Góc BAH bằng góc CAH thì chứng tỏ AH chính là tia phân giác của góc BAC. CDAH là tia phân giác của của góc BAC đều phải chứng minh. Bài giảng của thầy đến đây thì tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.